Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Replay. Mình là Vivi. Hôm nay mình sẽ cùng bàn với anh em về chủ đề pin 3 kết hợp với volume tại key level. Thì như anh em cũng biết, pin 3 là một trong những bộ nến được yêu thích nhất của Branson. Thì đây là một trong những tín hiệu để giao dịch đảo chiều. Thường thì cái nến pin 3 sẽ có thân nến nhỏ, rút chân và râu dài, nó sẽ xuất hiện ở những cái vùng key level hay còn có tên gọi khác là kháng cự hoặc là hỗ trợ. Và cây pin 3 này á, anh em phải để ý nó sẽ nổi bật hơn so với những cái cây nến ở phía trước, ở phía bên trái của nó. Đó. Thì khi mà anh em kết hợp những cái yếu tố để giao dịch với cây pin 3 chuẩn theo cái trường phái Robson á, thì sẽ có những lúc thị trường nó sẽ đi theo như đúng cái dự đoán của anh em. Nhưng mà khi mà anh em giao dịch với cây pin 3 mà thuần Robson thì anh em sẽ gặp nhiều cái vấn đề hơn là nó đi theo đúng cái dự đoán của anh em. Thì vấn đề ở đây là gì? Là có nhiều lúc thị trường nó chỉ đi được một đoạn thôi, là nó chỉ đi được có 1 đến 2 3 cây nến sau đó và nó quay lại, nó đá luôn cái lệnh của anh em ra khỏi thị trường, như giống cái trường hợp ở cái hình này anh em để ý ha. Đó, xuất hiện cây pin 3 tại key level nè, rút chân nè, đó giá đi lên 2 3 cây cái quay lại đá cái lệnh anh em ra thị trường. Còn thậm chí có những cái trường hợp đó còn xấu hơn là nó xuất hiện một cây pin 3 cũng tại vùng key level đó luôn, cũng cây nến rút chân mạnh nhưng ngay lập tức nó không tăng lên mà nó quay xuống, nó đá cái lệnh của anh em ra khỏi thị trường đó. Thì đây là hai cái trường hợp xấu khi mà anh em giao dịch pin 3 mà thuần Robson. Thì anh em có nghĩ đây chỉ là một cái xác suất khi mà mình giao dịch không, hay là nó còn có một cái yếu tố nào mà chúng ta đã vô tình bỏ qua nó? Thì tất cả những cái vấn đề mà giải quyết giao dịch pin 3 nó sẽ được giải đáp ở dưới đây. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em về một cái cách kết hợp pin 3 với lại volume với nhau để nâng được cái xác suất khi mà giao dịch, đồng thời nó cũng sẽ khắc phục được cái điểm yếu khi mà anh em giao dịch với lại pin 3. Thì mình cũng sẽ vẫn lấy theo cái điều kiện chuẩn của pin 3 theo trường phái Robson và mình sẽ kết hợp hơn hai cái yếu tố. Thì yếu tố đây là gì? Đó là volume. Thì bởi vì sao mình lại kết hợp với volume? Là bởi volume ở đây á, nó sẽ cho anh em biết được là bên bán và bên mua, bên nào bán mạnh và bên nào thực sự đang làm chủ thị trường. Và từ đó anh em có thể đưa ra được cái quyết định là mình có nên giao dịch tại những cái vùng key level đó không. Và anh em để ý khi mà giá nó hồi về cái vùng key level nè, anh em nhìn xuống volume, anh em phải thấy được là volume phải giảm dần. Đó. Và đồng thời nó xuất hiện một cây nến pin 3 rút chân với volume lớn. Thì đây là một setup để anh em có thể vào lệnh. Thì đây là cái cách kết hợp pin 3 với lại volume với nhau. Nhưng mà những cái yếu tố trên đó, nó sẽ còn có một cái trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý. Thì cái trường hợp ở đây á, là liên quan đến volume. Thì khi mà nó hồi về những cái vùng key level, nếu như mà volume của nó không giảm dần mà nó lại tăng dần lên hoặc là nó vẫn còn mạnh mà nó xuất hiện một cái nến pin 3 với volume lớn, thì trường hợp này anh em đứng ngoài thị trường nhé. Mình đứng ngoài thị trường để mình quan sát những cái tín hiệu ở phía sau nó có ủng hộ cho cái nến pin 3 này không, là mình sẽ chờ cái phiên nó test lại cái nến pin 3 này với một cái volume phải giảm dần, là nó phải thấp hơn so với cái lần đầu tiên khi mà nó hồi về cái vùng key level đó. Đó thì nó mới cho thấy được là lúc này volume đã yếu rồi và đồng thời nó sẽ xuất hiện một cái nến pin 3 rút chân với volume lớn hoặc là những cái tín hiệu vào lệnh khác. Thì đây mới là lúc anh em mình vào lệnh. Đó, thì đây là toàn bộ những cái lý thuyết mà kết hợp pin 3 với lại volume với nhau. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trạc thực tế để cho anh em có thể hiểu rõ hơn. Đây là cái ví dụ đầu tiên cho cái cách kết hợp giữa pin 3 với lại volume với nhau. Thì cái việc đầu tiên quan trọng nhất trong cái việc mà mình kết hợp giữa giá với lại volume với nhau là mình sẽ xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
Nhìn vào đây thì mình có thể xác định được xu hướng hiện tại đang là một xu hướng tăng, khi mà cái đáy nó phá vỡ cái key level của cái xu hướng giảm trước đó, là nó phá vỡ qua đây thì nó đã tạo nên một cái cấu trúc tăng. Thì khi mà cấu trúc tăng thì mình sẽ tìm kiếm một lệnh mua trong trường hợp này. Thì mình sẽ có hai vùng, một là vùng đỉnh cũ, hai là vùng đáy cũ. Thì mình gọi vùng đáy cũ này là key level. Rồi, đây là vùng key level ha. Khi mà giá nó hồi về đến cái vùng đỉnh cũ của cái xu hướng tăng này, mình sẽ nhìn volume xem là nó có gì đặc biệt hay không. Thì lúc mà để ý đến volume thì mình lại thấy là đây chưa phải là điểm để mình tham gia vào mình mua. Bởi vì là nó cũng không xuất hiện ra được cái tín hiệu đó vào lệnh, cũng không có cây pin 3, cũng không có những cái cây nến khác để mình vào lệnh. Mà cái volume nó lại lớn như vậy thì mình sẽ canh cái vùng key level dưới đây. Rồi, lúc mà giá nó hồi về cái vùng key level thì anh em có thấy không? Nó xuất hiện một cái nến pin 3 rút chân cực kỳ đẹp, rút chân rất là mạnh luôn, thể hiện sự từ chối giá. Và mình sẽ kết hợp với là một cái yếu tố volume để mình xem được là nó hồi về cái vùng key level này, cái bên bán nó đã yếu dần hay chưa. Thì lúc mà nhìn xuống volume á, thì mình lại thấy là volume của nó lại tăng mạnh lên, nó tăng từ trên đỉnh tăng xuống cái vùng key level. Thì volume ở đây lại đang không ủng hộ cho cái cây nến pin 3 này. Thì mình sẽ phụ thuộc vào phiên test, phiên test đằng sau nó có thành công hay không. Đó. Thì nếu như mà những anh em nào á, mà mình không có nhìn đến volume, mà mình chỉ đánh theo trường pháp fraction thôi, không kết hợp với lại volume, thì chắc hẳn anh em đã tham gia vào một lệnh buy sau cây nến pin 3 rút chân mạnh như thế này, và anh em target về cái vùng đỉnh cũ của nó đạt cái tỷ lệ là 3R, thì mình sẽ cho giá chạy tiếp. Rồi, anh em thấy không? Sau cái cây nến pin 3 rút chân mạnh như vậy mà anh em không chú ý đến cái yếu tố volume của nó, tuy nó là một cây nến pin 3 rút chân mạnh, nó thể hiện cái sự từ chối giá ở đây. Thì nếu mà anh em chơi theo trường phái Robson thì anh em đã tham gia một cái lệnh mua lên ở đây. Thì trong ở đây nó sẽ có những cái trường hợp giá nó sẽ chạy lên rất là đẹp. Nhưng mà anh em thấy không, trong cái trường hợp này là nó chỉ tăng lên đúng có một cây thôi, và sau đó nó đá cái lệnh của anh em ra khỏi thị trường. Thì khi mà anh em để ý đến cái phiên test của nó nè, nó phụ thuộc vào cái phiên test. Khi mà nó test về, để mình để đây cho nó đẹp. Khi mà nó test về cái cây pin 3 này, lần 2 nó test về, cái volume của nó lớn hơn, thậm chí nó còn lớn hơn so với cái lần đầu tiên khi mà nó test về. Đó, anh em thấy không? Thì đây là một cái phiên test thất bại trong cái việc kiểm tra lại cây pin 3 này nó có thật sự là bên bán đã cạn kiệt hay chưa. Đó, thì nếu như mà anh em chỉ nhìn vào giá thôi thì anh em rất là dễ bị dính SL trong cái trường hợp này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái ví dụ thứ hai để mình có thể hiểu rõ hơn được là cái cách mà mình kết hợp pin 3 với lại volume với nhau trong nhiều trường hợp nó sẽ diễn biến như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đi vào cái ví dụ thứ hai cho cái cách mà mình sẽ kết hợp pin 3 với lại volume với nhau. Thì nhìn vào đây, anh em có thể khẳng định được xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, khi mà nó liên tục nó tạo ra hai đỉnh và hai đáy cao dần. Thì khi mà giá nó test lại cái vùng key level, anh em chú ý kỹ nè, nó xuất hiện ra một cái cây nến pin 3 rút chân rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ xét đến yếu tố volume, coi là hiện tại cái volume á nó có giảm dần khi mà nó hồi về vùng key level này không. Thì mình nhìn xuống volume á thì mình lại thấy là volume nó cao dần. Đó, anh em thấy không, volume nó cao dần rất là mạnh. Thì lúc này nếu mà mình tham gia vào một cái lệnh mua lên sau cái nến pin 3 này thì cái tỷ lệ mà rủi ro rất là cao, nên là mình sẽ chờ một cái phiên test ở phía sau cái nến pin 3 này nó có thành công hay không. Rồi, ok rồi nè, anh em thấy không, khi mà nó test lại cái lần thứ hai sau cái cây nến pin 3 thì mình có thể thấy được rõ ràng cái volume lần hai nó đã cạn kiệt rồi, nó thấp hơn so với cái lần đầu tiên mà nó test lại cái vùng key level đó.
và nó xuất hiện một cây nến pin 3. Cũng là cây nến pin 3 từ chối giá với một cái lượng volume cao. Đó, thì lúc này hoàn toàn anh em có thể tham gia vào một cái lệnh mua lên sau cây nến pin 3 này. Thì mình ta sẽ target về đâu? Mình sẽ target lại cái đỉnh cũ của nó. Thì đây là một cái điểm target an toàn và mình đặt stop loss. Anh em chỉ cần đặt stop loss sau cây nến pin 3 này thôi. Đây là một cái phiên test thành công cho cái vùng key level này. Bởi vì sao? Bởi vì nó thể hiện được là cái lượng bán ở trên thị trường hiện tại nó đã không còn muốn tham gia vào ngay lúc này nữa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho giá chạy để xem diễn biến sau cây nến pin 3 này nha. Rồi, ok rồi ha. Thì cuối cùng là cái lệnh này nó cũng đã đạt được cái target như là mình mong muốn. Thì anh em thấy không? Khi mà anh em kết hợp giữa volume với lại pin 3 với nhau thì anh em có thể là được một cái vị thế mua ở trong những cái trường hợp ở tại những cái vùng key level nó rất là đẹp luôn. Đó, thì nếu mà anh em chỉ nhìn vào giá không á thì mình không có thể là biết được là sau cái nến pin 3 nó là một cái phiên tăng hay là một cái phiên giảm. Mình vào lệnh như vậy á thì cái tỷ lệ rủi ro của mình nó rất là cao. Đó, khi mà anh em kết hợp pin 3 với lại volume với nhau thì mình có thể là đưa ra được cái quyết định là mình có nên giao dịch tại những cái vùng key level này hay không. Cái lượng cung hay là cái lượng cầu tại những cái vùng đó nó đã cạn kiệt hay chưa. Đó, thì mình cũng hy vọng là qua cái video này á, anh em có thêm những cái kiến thức để mình thêm vào cái hệ thống giao dịch của mình. Thì nếu như mà anh em thấy những cái kiến thức mà nãy giờ mình chia sẻ đến cho anh em nó hay thì anh em like và subscribe kênh của mình để mình có thêm những cái động lực làm thêm nhiều cái video để chia sẻ cái kiến thức đến cho anh em. Thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình.